Thói quen tốt theo tôi trọn đời là cuốn sách có thể giúp các vị phụ huynh hình thành cho con trẻ nhiều thói quen cần thiết và có lợi trong cuộc sống. Như là tiết kiệm thời gian, tư thế ngồi đúng, biết lịch sự, chuyên tâm lắng nghe, không nên quá cố chấp, hay là tuân thủ các nội quy trong lớp học. Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn tốt giúp trẻ không ngừng nâng cao năng lực, từng bước tiến tới thành công. Các bạn có thể tìm mua sách ở các hệ thống siêu thị uy tín trên toàn quốc hay các cơ sở của Fahasa, nhà sách Minh Thắng để tránh tình trạng mua phải sách lậu, sách kém chất lượng cả về nội dung lẫn hình ảnh. Như các bạn có thể so sánh có một cuốn sách lậu ở đây, một bên là sách bản quyền, một bên là sách lậu, thì sách bản quyền có thông tin xuất bản rõ ràng, còn bên sách lậu thì hoàn toàn không có gì hết. Và chất lượng in cũng kém hơn nhiều so với sách bản quyền. Đặc biệt nếu đặt qua trang web của Fahasa hay nhà sách Minh Thắng thì các bạn còn được vận chuyển trên toàn quốc mà không cần phải đến trực tiếp.